Bờ sông này thì nước rất là trong, nhưng mà mình thấy rất là tiếc là có rác và có cả con cá chết nữa nè. Mà không thấy người ta dọn dẹp gì cả, chắc có thể là buổi sáng rồi người ta chưa có dọn, nhưng mà bây giờ là 9 mấy 10 giờ mà sao không có ai dọn kia trời. Nhìn nó hơi nhấp nhúa. Ê, gặp nguyên một nhóm bạn đạp xe như vậy cũng vui ha. Nguyên một nhóm rồi đạp xe tung tăng vậy sáng sớm đi vòng vòng thành phố. Rồi cậu can khăn vào lớp bánh. Bao cơ? Ok. Đây là công viên lớn ở ngay cái thủ đô, trung tâm thủ đô. Trong đây thì mình không được đi xe đạp. Nếu mà đi xe đạp thì chỉ được dắt bộ thôi. Chó thì mình phải giữ chặt nha. Và nếu mà con chó nó đi vệ sinh đó, thì mình phải tự hốt. Chứ cái công viên đẹp như vậy để mà đầy cái phần chó thì thực sự là coi không được. Giờ sáng mình chưa coi giờ lại nữa, 11 giờ, nhưng mà trời âm u cũng mát mẻ, hy vọng là đừng có mưa sáng cho một chút thì đẹp. Mấy cái cây này mà dưới nắng thì chắc nó đẹp lắm ta. Quay qua thấy cái công trình xây dựng là hết đẹp rồi. Thường là một vài nước khác họ không có để công trình xây dựng trơ như vậy, mà họ sẽ giống như là họ che bởi một cái miếng bạc và có hình thù rất là đẹp ở trên đó. Để quay và chụp hình được cái con sóc thì rất là khó khăn. Mọi người biết là nó nhanh đến cỡ nào rồi đó. Mà hôm nay mình đứng mình quay được, mình rình rình mình quay được cho mọi người xem nó cực kỳ dễ thương luôn và cái đuôi cực kỳ dài. Đây là trung tâm thủ đô, nơi mà có rất là nhiều cái shop quần áo hoặc là đồ hiệu. Chỗ này chắc người ta đang xây lại để cho cái thương hiệu Louis Vuitton này nè. Bên đây là đồ của Prada. Hôm nay mình quảng cáo cho họ. Đến khi nào mà cái kênh mình thiệt là nổi tiếng thì họ sẽ trở lại xin mình để quảng cáo nha cả nhà. Đây là niềm hy vọng của Linh đó. Nhưng mà Linh thì chắc là không có vào mấy cái shop này để coi hôm nay, tại vì cái thời gian mình ở ngắn quá mà mình cũng
không có ý định mua đồ gì cả. Ô, con Linh nó quẹo vào rồi. Mới vừa nói nhưng mà con Linh nó quẹo vào rồi. Thôi thôi đi vào coi luôn. Chiếc thuyền này á, mình muốn đi á, là mình phải trả 17 euro rưỡi một người và đi 1 tiếng đồng hồ vòng vòng cái thành phố. Bên này á, là cũng là một trong những cái thành phố xanh, đất nước xanh. Họ sử dụng xe đạp rất là nhiều. Nhưng mà cái đường cho xe đạp ở bên này á, không có tiện nghi bằng cái đường xe đạp ở bên Hà Lan. Nói thật sự luôn, vì bên Hà Lan mình chạy xe đạp mà mình rất là yên tâm luôn nha cả nhà. Nhưng mà bên này thì cái đường chạy cho xe đạp nó không có là đặc biệt, nó không có được ưu tiên nhiều. Ở bên này mình cũng có thể thuê xe đạp mình đi nữa. Linh thấy rất là nhiều du khách họ thuê xe đạp để họ đi chơi. Mình thì cứ đi tản bộ thôi, tại vì mình vừa đi mình vừa muốn quay phim nữa. Và cứ từ từ mà đi thôi, cho nên mình không ít có khi nào mình thuê xe đạp hoặc là phương tiện khác để mình đi tham quan thành phố. Người ta quay mình quay người ta. Ở ngoài trời nhìn không có tối lắm mà tại sao vào đây nhìn nó tối cả nhà, mình dễ sợ luôn á. Mình sắp tới khu vực mà nổi tiếng, khi mà mình search trên Google á, thì mình sẽ thấy cái khu vực này ngay luôn. Phần này á, thì dành cho xe đạp, còn phần này dành cho người đi bộ. Cái đoạn đường mà từ cái khu mà Linh quay cái clip kia, cái clip mà cái khu Christina đi chơi á, thì mình thích tới mấy cái địa điểm du lịch để mình tham quan nè, để mình sống ảo, chụp hình khoe cho tất cả mọi người coi là mình đi đâu và làm gì. Cho nên mình đang rất là
muốn đi đến cái khu này để coi nó có thực sự là đẹp giống như là trong những cái trang quảng cáo hoặc là những cái hình mà các bạn đã upload trên Google hay là trên Facebook gì đó không? Rồi bà hay sao nha má. Okay. Bà chừng rớt đó nha. Bây giờ mới đẹp nè, bây giờ chụp hình mới đẹp mà quá trời màu sắc luôn. Đây có một chiếc siêu thị ở đây, người ta có thể ngồi ăn và ngồi uống rượu ở đây. Quá đẹp. Papa staat er nog steeds op. Oh, staan we lekker stikken, wat jij maar. Khu này đông kinh khủng luôn. Mình cứ chạy theo đi xa. Không biết sao lúc này Linh nói mà bây giờ khi mà edit lại thì mất cái tiếng luôn á cả nhà. Nếu cả nhà tao coi tới khúc này thì thông cảm giùm Linh nha. Linh đang quảng cáo, Linh đang nói về cái khu du lịch này đây. Nguyên cái chữ toilet ở đây, mọi người biết đường đi đâu rồi chứ gì. Nãy giờ bạn Linh cũng làm thợ chụp hình dạo cho rất là nhiều cặp và rất là nhiều gia đình rồi. Bây giờ mình đi tìm cái chỗ mà của nàng tiên cá, cái tượng nàng tiên cá nha. Trước khi đi đến cái tượng nàng tiên cá thì mình phát hiện ra ngay cái khu vực này có một cái viện bảo tàng hổ phách. Một cái viện bảo tàng giống như là một cái cửa hàng bán đồ trang sức thôi. Nhưng mà có rất là nhiều cái thông tin về mặt hổ phách này. Và đặc biệt là cái người chủ của cái tiệm này là người châu Á. Mình không biết cô ấy là người Nhật, người Hàn hay là Trung Quốc. Tại vì cái phong cách của cổ là trộn lẫn của ba nước. Cho nên mình thật là khó đoán cô ấy là người nào. Cô ấy mở cửa và cho tụi mình lên tham quan miễn phí cái chỗ này. Thật ra người ta cũng muốn cho mình xem để mình mua. Nhưng mà cái này mắc quá cả nhà. Nó thật sự là rất là đẹp, rất là long lanh. Tuy nhiên một cái mặt hàng nhỏ nhỏ như vậy thôi là mấy trăm euro rồi. Và mình thì cũng đâu có đeo đồ trang sức đâu. Mình chỉ vào chủ yếu là mình xem cho biết và quay lại, ghi hình lại, chia sẻ cho mọi người thôi. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mà người thích hãy cho Linh một like, subscribe và share cho những người khác cùng xem nhé. Linh cảm ơn cả nhà thật là nhiều và chúc cả nhà một ngày thật là vui. Bye bye!